4 tấn đồng. Các bác đang xem gà chạy con đẩy 4 kênh DMA. Đây là một mã đẩy rất hiếm trên thị trường và nó là mẫu đẩy danh tiếng. Danh tiếng như các bác nha. Đẩy 4 kênh, 4 volume. Hỡi người yêu nhau, từ miền đông đó khi nghe xuân sang có nhớ không em? Trên đường hình thang, lần đầu bên nhau anh lo mênh mang, lo phút ly tan. Giữa ngày vui vơi, cuộc tình phơi phới, anh em như đã chôn chặt bước chân người xa. Hố sâu thời gian đắng cay sẽ đưa tình ta về trong phù phàng. Anh yêu ngày qua, anh nhớ ngày qua. Trong bơ vơ anh mơ thêm một lần giang dở. Em biết không em, tình yêu nát tan đã đem hồn anh vùi trong nắng tàn. Những lời chưa nói, dù lời chặt chối, anh xin mang theo buồn kiếp trong tim. Em là vì sao? Vì sao trên cao một hoa đua nhau mong chút tơ duyên. Biết tình không lối, thà tình thương đau xa nhau để tránh âm thầm ngỡ ngàng về sau. Giấc mơ đẹp hoa, tình trong xót xa anh mong yên sau tình không xóa nhòa. Con đẩy cực kỳ chất lượng luôn, để nghe em hát và nghe nhạc. Đó là đẩy 4 kênh Yamaha, đang bán giá chỉ 7 triệu rưỡi thôi. Và lưu ý các bác, đây là một mẫu đẩy danh tiếng của Yamaha, mẫu mã rất đẹp mắt. Đẩy của Nhật thì không bao giờ ghi công suất lớn được các bác nha. Anh em mà mua công suất lớn thì anh em không hiểu về đầu của Nhật và của Mỹ đâu. Những con đẩy này nó đánh cơ bát 30 của BMW hoặc 25 thì quá nhẹ nhàng luôn. Để dùng karaoke gia đình thì nó là quá đơn giản. Đẩy này thì nguồn cực to, nặng và chạy 32 xò. Đây là mặt sau. Đẩy 4 kênh nên nó có 4 volume. Có thể chỉnh được volume riêng biệt. Và khi chạy thì anh em nếu mà chạy một nguồn nhạc thì anh em gạt cái kê gạt ở trên này ở bên phải nha, đừng có gạt về ít chờ. Nếu gạt về ít chờ thì nó sẽ là bốn nguồn nhạc độc lập khác biệt. Và anh em có thể đấu cầu loa trên hoặc cầu loa dưới. Gạt đã chạy một clip nhạc ở cầu loa trên rồi, đây là clip nhạc gạt đấu ở cầu loa dưới để test đủ, test full cho anh em. Đây, những dòng đẩy Nhật thì anh em đừng mong nó ghi công suất lớn nha anh em nha. 100V 350W sản xuất tại Đài Loan, hàng xuất Nhật. 1, 2 và 4 Ấn Độ. Anh em lưu đi nha, đây là một con đẩy VIP kia nha. 32 sò.